Khổ thông, thần thông. Hòa thượng từng nói, lứa tuổi để đào tạo nhân tài trẻ em được ngũ nhãn lục thông dễ nhất là trai thì trước khi 16 tuổi, con gái thì trước lúc 14 tuổi. Lúc Hòa thượng ở Đông Bắc, Ngài đã từng chỉ dạy cho 6 chú đệ tử nhỏ đều được ngũ thông. Sau đó, chúng theo Hòa thượng đi hóa độ dân chúng tại Đông Bắc. Hòa thượng kể, có một chú bé 14 tuổi, chú rất tin tưởng tôi và rất muốn học thần thông, nên làm thị giả cho tôi. Chú đi theo tôi cũng được hơn 100 ngày. Tôi nói, chú muốn học thần thông, trước tiên phải chịu khổ thông. Khi thọ hết khổ rồi mới có thể được thần thông. Nếu chú chịu khổ không nổi thì sẽ không được thần thông. Rồi tôi cho chú chịu mọi thứ khổ. Điều nhẫn không được cũng phải nhẫn, việc nhường không được cũng phải nhường, thức ăn không được cũng phải ăn, cái chịu không nổi cũng phải chịu. Mỗi ngày tôi cho chú ta nếm đủ mùi vị khổ. Có một lần, chúng tôi ở trong nhà một vị cư sĩ nọ, và hãy đến bất cứ nơi nào, chúng tôi đều ngồi thiền 2 giờ đồng hồ trước khi đi ngủ. Bữa đó chắc có lẽ quá mệt nên chú ta ngồi được 1 giờ là nằm dài ra ngủ. Tôi đi tới lấy gối nằm của chú liệm xuống đất. Chú biết là tôi không cho phép chú nằm, nên chú ta mau thức dậy ngồi thiền tiếp. Và chú ngồi đến khi nào tôi nghỉ thì chú mới được nghỉ. Đó là lần thứ nhất. Còn có một lần trời mưa, chúng tôi đang trên đường đi, thấy có một cái bánh ở dưới đất. Bánh này dày như bánh mì, bị ngâm dưới nước mưa. Chú nói với tôi, sư phụ, ở dưới đất có cái bánh kìa. Tôi nói, chú lượm lên ăn đi. Chú ta cười cười thôi, chứ không có nhặt cái bánh nó lên. Đợi đi thêm một dặm đường nữa, tôi nói với chú, mỗi ngày chú đều muốn cầu thần thông. Hôm nay nếu chú ăn cái bánh kia, chắc chú đã được thần thông rồi. Nhưng tiếc quá, lúc đó chú đã không ăn nó. Chú nói, vậy để con trở về đó ăn. Tôi nói, đã nói toẹt ra rồi, không còn linh nghiệm nữa. Bây giờ chú có ăn đi nữa cũng không có tác dụng gì. Chú nghe xong bèn khóc hòa. Tôi nói, từ từ đã, sau này chú vẫn còn có cơ hội mà. Qua 5 tháng sau, chú ta hốt nhiên bừng tỉnh, cái gì cũng biết hết, trừ lậu tần thông ra. Chú ta được thiên nhãn thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, có được 5 thần thông. Người nào trong tâm nghĩ gì chú ta đều biết, rất là lợi hại. Tại sao chú ta mau có thần thông như vậy? Vì chú ta là đồng tử, cho nên tu hành rất mau tiến bộ. Nhưng cũng không phải là việc dễ dàng đâu. Ở Đông Bắc tôi đào tạo được 6 chú như vậy. Bây giờ tôi đến đây, Mỹ, nên không biết các chú hiện ra sao. Lúc bấy giờ các chú và tôi đi khắp nơi quá độ người. Các chú giúp tôi rất nhiều. Tôi nay ở đây, nếu lại có 6 người như vậy tới phụ giúp tôi, thì không cần bảo người ta tin Phật, tự nhiên người ta cũng tin. Tôi ở Đông Bắc còn có một đệ tử, chú này khoảng 14 tuổi. Tuy rằng là đệ tử nhỏ, nhưng thần thông của chú không nhỏ chút nào. Chú có thể lên đến trời và chui xuống đất. Chú có được ngũ nhãn nhưng không được lậu tận thông. Nếu được lậu tận thông là chứng đắc quả vị A-la-hán rồi. Một ngày nọ, chú ta chạy lên trời chơi. Thiên ma trên đó rất thích chú, bèn nhốt chú vào trong cung điện của ma dương. Là một cung điện sáng bóng, trong suốt, giống như xây bằng lưu ly, vô cùng mỹ lệ. Vì chú có ngũ nhãn nên thấy được pháp thân mình đến chỗ đó, nhưng không ra được. Chú bèn nói với tôi, sư phụ, con lên trời, bây giờ không trở về được. Tôi nói, ai bảo chú đi vậy? Chú ta nói, con tưởng ở trên đó vui lắm nên mới đến xem thử, ai ngờ mấy người trên đó không cho con về. Chú nghĩ chơi vui thì được, nhưng chú không được lên đó chơi. Đó là thiên ma ở trời lục dục thiên, chuyên môn phá hoại định lực của người tu hành đấy. Nghe tôi nói vậy, chú ta càng hoảng hốt nói, ma dương nhốt con lại rồi,
không cho con trở về, vậy phải làm sao đây? Tôi nói, chú đừng sợ, ta nay dạy cho chú cách trở về. Tôi dùng chú ngũ đại tâm trong chú Lăng Nghiêm khiến cung điện của Ma Dương tan biến mất. Do đó, chú ta mới được thoát thân trở về. Thật là đã xảy ra chuyện như vậy. Mỗi ngày, tôi thường cùng với 20 mấy đệ tử quy y của tôi niệm chú Đại Bi. Mỗi lần niệm là chúng tôi quỳ niệm đến 2 giờ đồng hồ. Trong nhà vốn không có bông hoa, nhưng khi chúng tôi trì chú Đại Bi khoảng hơn 200 biến là nghe có mùi hương thơm ngát khắp nhà. Loại hương này tuyệt không có ở nhân gian. Từ xưa đến nay, chúng tôi chưa bao giờ ngửi được mùi hương như vậy. Tôi có một chú đệ tử vừa trì chú Đại Bi vừa hít ngửi mùi hương thơm. Càng thơm chừng nào, chú ta càng hít dữ chừng nấy. À thơm quá, à thiệt là thơm quá. Tôi nói, chú làm cái gì vậy hả? Thơm quá đi thôi. Tôi nói, chú hãy chuyên tâm trì chú Đại Bi đi, chớ có chạy theo mùi hương như vậy. Về sau, các đệ tử của tôi đều được một số cảm ứng, cũng đều khai mở trí huệ, hiểu biết các pháp và tâm lượng cũng lớn rộng. Sau đó, tôi muốn đem các chú trẻ này tới đây, nhưng rất tiếc là các chú không thể đi xa nhà. Sau này, các chú đều bị mất trí huệ đã có được, cũng như tất cả các sự diệu dụng khác. Hiện tại, các chú cũng giống như những người bình thường khác mà thôi.